Rồi, chào tất cả mọi người lại đến với video em nha. Thì hôm nay thì em quay cho các bác xem là một bộ chiếu ngựa của Cẩm Hồng. Thì hiện tại bộ này là kích thước là nó rộng là 1m70 này, dài là 25 và dài là 320. Đó, thì hiện tại bộ này em đang để ở xưởng. Thì tại vì nói chung thì cũng xưởng này là xưởng gia công nha, nên là bụi bặm, nên là bây giờ thợ em mà đang dội nước đi để em quay cho các bác xem. Đó, hiện tại là trời đang nắng vào này. Nắng này là nắng tầm 3 giờ chiều nha các bác, 3 giờ chiều này nắng vào, nhưng mà dòng gỗ này nó vẫn rất là êm. Đó, thì cái bộ này thì nó dành cho những bác nào mà thích hàng lâu rồi, hàng khô kiệt nha. Tại vì cái bộ này thì nó là cách đây từ năm 2021. Đó, thì cái bộ này hồi đợt trước là em có ký gửi tại chỗ anh là để ổng bán á, để ông bán ấy. Nhưng mà tại vì là ông bán không có được, không phải là hàng xấu hay là gì, nhưng mà tại vì là ông nói chung là ông bán không có được, nên là nay thì em có đem về và làm lại. Đó, thì cái bộ này bây giờ nó gần như là khô kiệt rồi nha các bác, gần như là khô kiệt rồi. Đó, thì về lỗi thì nó chỉ có mấy cái đường gãy ngang này thôi, đường gãy ngang này thì nó không ảnh hưởng gì về gỗ nha các bác. Đó, nó không ảnh hưởng gì nha, chỉ có cái nứt với lại tim, nứt dài với lại tim thì nó mới ảnh hưởng về gỗ thôi, còn về bộ này thì nó vẫn là chuẩn bìa đẹp cho các bác luôn. Đó, thì về giá cả cái bộ này thì tại vì là từ năm 2021 đến giờ thì nói chung thì em để thấp cho các bác thôi. Và ngay chỗ đây thì nó cũng có những cái đường răng này, đây là những cái đường răng cho nó, cũng không có nứt to nha bác, không có cái nứt to nha, nó chỉ có hơi răng răng một xíu thôi. Thì nói chung về cái bộ này thì giá cả thì em nó cũng không phải là đẹp toàn diện, đó có sao thì nó vậy, nhưng mà về chất lượng thì đảm bảo là cái bộ này nó vẫn là tuyệt đối nha các bác, về chất lượng thì bộ này nó vẫn là ok luôn. Đó, thì giá thì từ năm 2021 tới giờ thì em để cho các bác là 63 triệu, là đã gồm chân kê và ship. Đó, hàng thì nói chung vẫn trung vân rất là đẹp luôn. Bây giờ các bác mà tìm một bộ như thế này nhá, nếu mà các bác mua ở một cái sở nào khác thì không bao giờ có giá này đâu. Đó, và hàng này là không có chấp vá gì nha các bác, nên là các bác mua hàng, nên là các bác có thể kiểm tra hàng nha.